Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG VOS 2 Pro và cái con Samsung S23 Ultra. Thì hôm nay em sẽ thử so sánh hai cái màn hình của con này xem thế nào các bác nhé. Thì các con VOS 2 Pro này nó chỉ có độ phân giải là Full HD cộng thôi. Còn con Samsung S23 Ultra này nó có độ phân giải 2K. Thì cũng rất tình cờ thì hai con này em thấy là cái chiều dài của nó là bằng nhau các bác nhé. Ở cái chiều rộng thì con VOS 2 nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung là cầm khá là vuông, khá là giống nhau. Thì ở cả hai con này em đều để cái độ sáng là 100% hết nhé, và đều để cái chế độ màn hình là tự nhiên. Đây, độ sáng thì sáng 100 rồi và màu là màu tự nhiên các bác nhé. Và cũng cứ để luôn cái độ à, quên cái tần số là 120 Hz luôn các bác nhé. Đó. Ok. Và em cho các bác xem cái con S2 Ultra cũng vậy. Đây. Thì cũng để cái độ độ sáng màn hình là 100%, cái tần số cũng là 120 Hz và cái chế độ màn hình ấy cũng là tự nhiên và cái độ phân giải để hết cỡ luôn nhé, 2K luôn nhé các bác nhé. Đấy, rồi thì đây em sẽ vào một cái video mà em copy từ máy tính qua hai con này nhé, có nghĩa là video nó là như nhau các bác nhé. Đây thì em sẽ để cái màn hình nó thành màu ngang ngang như này đó, xem nào. Ok chưa, xem nó cân cân nhau chưa nào. Đấy, thì độ sáng màn hình là cao hết cỡ này. Con VOS 2 nó kiểu gì nó cũng cũng kiểu gì nó cũng 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 bị tối hơn một chút các bạn. Đấy, tối hơn một chút để các anh nhìn, ngay các anh nhìn này nó sẽ tối hơn chút, cho nên em sẽ để cái độ vấn độ độ sáng của cái con S23 nó đỡ hơn một chút đi, nó đỡ sáng hơn một chút cho nó đều đều nhau ấy, chứ không nó sáng quá thì nó sẽ không 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 giống nhau. Đây, tầm tầm này vẫn cao hơn à. Cái này cho nhẹ sáng đi. Thôi kệ nó đi, em kệ nó, muốn sáng kiểu nào nó sáng đi. Không được. Các bác chờ một chút, em để cho cái này nó độ phân giải sáng, nó sáng thấp hơn thì một chút xem thế nào. Kiểu gì nhỉ, cái này muốn cho độ sáng giảm đi cũng không được. Đây, bằng này đi, giảm rất là nhiều rồi. Rồi xem nào, cuối cùng thế nào. À, vẫn còn hơi sáng hơn các bạn. Em sẽ cho giảm độ sáng đi nữa nhé. Đây các bác nhìn này, cho bằng ngày này. Đấy, nó mới đều đều nhau này. Đấy, như thế này nó mới đều đều nhau. Đấy, các bác hơi khó khăn một chút. Nên tí nữa con này. Rồi, có vẻ là đều đều nhau rồi đấy. Rồi, như thế này là đều đều nhau rồi các bác nhé. Đấy, nó khá là xem xem. Đó, và bây giờ em sẽ tắt bớt cái đèn đi này. Các bác hơi thông cảm em, làm nó hơi bị vòng chút. Tắt bật đèn đi. Rồi. Xem nào, cân chưa nhỉ? Cân màn hình chưa? Rồi nhá. Bây giờ em sẽ cho nó về ban đầu cả này. Nào, 1 2 3. Rồi, ok các bác. Đấy thì đây là cái độ sáng của nó này, hai cái độ sáng của hai con này nó đều tương đương nhau nhá các bác nhá. Nó tại vì nếu như mà để con S23 Ultra ấy mà nó độ phân giải à quên độ sáng nó cao quá thì em nghĩ là nó không nó nó có thể nó bị ảnh hưởng bởi độ sáng. Đó. Thì cái clip này so sánh cũng chỉ để các bác tham khảo cho vui thôi các bác nhá. Anh em chém gió thì đương nhiên là con VOS 2 Pro thì nó sẽ không thể bằng được con S23 Ultra đâu, vì nó sau mấy mấy đời cơ mà, hai hay ba đời cơ mà, hai đời không rồi, hai đời đó. So sánh cho vui thôi, tại vì cơ bản là em cũng không có con V số 10 ở đây, chỉ có con này với cái con Samsung S23 Ultra thôi, cho nên thôi lấy hai con này so sánh cho nó vui vậy. Thực sự là nếu nếu như mà nhìn
Nhìn ở cái thực tế như này, ở cái thực tế em đang nhìn mắt thường ở ở ngoài đời như này, thì em đang thấy là cái con Velvet 2 Pro ấy, nó cho cái màu nó còn rực rực hơn một chút các bạn. Đấy, nó cho cái tông màu nó tươi hơn một chút đấy. Và đây ví dụ như màu đỏ này, con đỏ của cái con Velvet 2 Pro nó đỏ tươi hơn một chút các bạn ạ. Em đang quay cái clip này bằng một cái con máy ảnh chuyên nghiệp đấy các bác nhé, không phải là bằng một con điện thoại đâu, con Nikon Z50 á, thì nó cũng khá là thu được nhiều những cái chi tiết hơn. Đấy, như cái màu trắng này này, ô cái màu trắng này nhìn cái thác nước nó này, đây cả một màu đỏ này, thế màu đỏ con Velvet 2 vừa rồi nó vẫn tươi hơn các bạn, cái màu trắng nãy, màu trắng nó trắng hơn. Hình ảnh nó không, hình nó hơi lệch một chút. Đó, cái màu đỏ ở đây nhá, cái màu đỏ cứ có màu đỏ hoặc màu xanh ấy, là con Velvet 2 Pro nó vẫn tươi hơn một chút. Nhiều khi là qua cái clip này các bác không nhìn ra đâu, em nhìn ở cái màn hình của máy quay nó không phát hiện ra thật, không 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 thể hiện rõ cái sự điều đấy, mà nhìn trực tiếp này mới thấy này. Kiểu như này nhé, thật sự các bạn, kiểu như cái màn hình như này nè, là em lại thích cái màn hình của con Velvet 2 Pro hơn các bạn, tại vì nó cho cái hình ảnh nó phải nói là kiểu gì nhỉ, nó nịnh mắt hơn ấy. À, đấy kiểu kiểu như vậy, con Velvet 2 Pro nó cho hình ảnh mình nịnh mắt hơn một chút. Nó thực là cái việc mà nhìn hình ảnh hay nghe âm thanh nó vẫn là một cái phạm trù cá nhân thôi. Ông này thích kiểu này, ông kia thích kiểu kia, cho nên là nhiều khi nó cũng không 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 thể đem cái ý kiến cá nhân của mình mà áp đặt cho mọi người được. Đấy thì kể cả cái sẽ các xem cái clip này thì nó cũng chỉ là các bác tham khảo thôi, vì nó cũng không thể hiện hết được cái màn hình của hai con này ấy, tại vì nó phải qua cái máy quay khác nữa, cho nên là nó hơi khó. Đấy, cái thác nước nó trắng hơn này, thác nước nó trắng hơn, nhìn 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 em nhìn nó đã hơn. Rồi hình như clip nó hết rồi. Thì đấy thì tùy các bác thôi, em so sánh cho vui coi nhá. Bác nào mà tinh mắt nhìn ra được điều gì thì giúp ích cho bác được cái gì thì giúp ích thôi, chứ clip nó chỉ mang tính chất là vui vẻ và tham khảo thôi. Ok, chào các bác nhé.